Từ chiều qua đến sáng nay 24 tháng 8 ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 12 trận động đất. Trong đó, trận động đất 4,7 độ Richter được xác định là mạnh nhất trong hơn 100 năm qua. Trước diễn biến phức tạp của động đất, chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì họp với các bộ ngành và địa phương để triển khai biện pháp ứng phó. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum, trận động đất đầu tiên xảy ra hồi 14 giờ 08 phút ngày 23 tháng 8. Có độ lớn 4,7 độ Richter, gây rung chấn mạnh nhất ở Kon Tum từ trước tới nay. Người dân các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Đà Nẵng cảm nhận được sự rung lắc. 11 trận sau đó có độ lớn từ 2,5 tới 2,9. Trận gần nhất xảy ra lúc 1 giờ 21 phút sáng nay 24 tháng 8 với độ lớn 2,5. Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, động đất đã làm hư hại mái ngói của một nhà tại xã Đắc Rinh, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không ghi nhận thiệt hại. Nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, động đất khu vực huyện Con Plong, Kon Tum là động đất kích thích gây ra do hồ chứa nước thường xảy ra ở nơi nhiều hồ đập. Nguyên nhân gây ra động đất tại khu vực Con Plong này thì theo nhận định sơ bộ ban đầu của chúng tôi là do động đất kích thích và một loạt các trận động đất mà xảy ra sau cái trận động đất 4.7 thì là các cái dư chấn của cái trận động đất 4.7. Nguyên nhân gây ra động đất kích thích thì thông thường là do việc tích nước hồ chứa. Thì khi tích nước hồ chứa thì nó sẽ gây ra cái thay đổi ứng suất của nền đất phía dưới và điều này sẽ tạo nên các cái hoạt động động đất. Theo nhận định sơ bộ của Viện Vật lý Địa cầu thì cái độ lớn động đất cực đại có khả năng xảy ra tại khu vực này có thể lên đến 5.5. Tuy nhiên đây mới chỉ là các cái nhận định sơ bộ ban đầu và để chính xác hóa thì chúng tôi cần phải tiến hành điều tra nghiên cứu cụ thể cho cái khu vực này. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, hiện tượng động đất xảy ra tại huyện Con Plong có tần suất thường xuyên và xu hướng mạnh dần. Từ năm 2021 đến nay, đã ghi nhận 169 trận động đất từ 2,5 độ Richter trở lên. Trước diễn biến phức tạp của động đất, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Vật lý Địa cầu, khẩn trương lắp đặt 3 trạm quan trắc động đất tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum và 2 trạm quan trắc tại Thủy điện Đắc Rinh. Đánh giá, xác định nguyên nhân, cường độ động đất lớn nhất có thể xảy ra, làm cơ sở để các bộ ngành địa phương triển khai ứng phó. Đánh giá sơ bộ như thế này thì cũng yên tâm, không phải quá lo lắng, không phải hoang mang. Các bộ ngành ấy, cũng như là các thành viên của Ban Chỉ đạo, như các địa phương cũng đã ngay từ tháng 4 đến nay thì cũng đã triển khai và đã có rất nhiều các cái giải pháp mà cũng đã có kết quả. Để triển khai, tôi nói ví dụ như là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp thì đã chỉ đạo, Bộ Giao thông thì đã chỉ đạo và cũng đã tổ chức rà soát các cái công trình hồ đập, đường giao thông để kiểm tra kể cả về thiết kế cũng như là thực tế về mức độ đảm bảo an toàn với cái tình huống động đất. Bộ Xây dựng thì cũng đã xây dựng, đã hoàn thành cái hướng dẫn cho cái việc mà tu sửa các cái nhà dân dụng trong cái vùng động đất, thậm chí là còn đang rà soát các cái quy chuẩn về động đất, phân vùng động đất để làm cơ sở cho cả nước, trong đó có cái vùng đấy. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại lớn về nhà cửa và người, tuy nhiên các rung động địa chấn do động đất gây ra đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực.